nguyện từ bao giờ. U mê chạy theo để làm trái ngang, mặc cho con tim mất đêm lan tràn. Người đời nhiều ngao ngán, còn ta nhiều ngang tàn. Người vàng mà đâu hay nhiều tiếng khóc than nơi này. Bỏ mặc đời u mê, chẳng mong ngày quay về. Một ngày rồi ai hay gục ngã trên đường xa. Cứ trách tôi vì sao số phận bỏ ta chơi vơi giữa đêm hoang tàn. Có nhớ nơi đâu ngày xa bên bờ, bỏ quên yêu thương từ bao giờ. Lỡ bước sẽ bao lòng than xuống đời, phải ôm lòng đông đắng cay giữa trời. Nhắm mắt xuôi tay nhìn xem tháng ngày, còn lại gì nào đâu hay hay. Trời ơi, ơn nghĩa cái gì chứ? Em nói thiệt với chị á, em coi chị với lại chị Tám giống như là chị em trong nhà vậy đó. Đúng rồi. Em biết là tâm lý của chị nặng nề lắm. Con gái là công an, thì chị sợ là đương nhiên thôi. Nhưng mà cái này mình vui chơi giải trí, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Ảnh hưởng chứ, tôi sợ ảnh hưởng đến uy tín con gái tôi. Tám nói cho tôi nghe nha, con gái của Dung à, nó đẹp như là tiên vậy đó. Nhưng mà Dung á, nói nó đổi nghề khác làm đi. Chứ làm công an hoài hả, khó lấy chồng giàu sang lắm. Nếu mà nó nghe lời tôi á, thì đâu còn gì để nói chứ. Thôi 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 thôi, bỏ chuyện gia đình qua một bên đi. Chị cứ yên tâm, chỗ của em kín đáo lắm, không ai để ý tới đâu. Mấy bà bạn của em ai cũng có chồng làm lớn hết. Alo, tôi Đại Quý Bình xin nghe. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Alo, em nghe nè anh. Alo, Quân hả? Dạ. Cậu tới hẻm chùa gặp tôi ngay, 10 phút nữa tôi có mặt ở đó. Dạ, em biết rồi. Chào anh Nhật, tôi là Hồng Linh, công tác tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy. Tôi có vài câu hỏi liên quan đến cái chết của chị Liễu. Cô không cần phải giới thiệu đâu. Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi đã theo dõi vụ án của anh từ đầu cho tới bây giờ. Tôi biết cái chết của chị Liễu còn quá nhiều ẩn khuất. Nhưng kẻ bị tình nghi giết chị Liễu chính là anh. Và cho đến thời điểm này, anh vẫn là kẻ bị tình nghi số 1. Tôi không có giết vợ tôi. Tôi đã nói về lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Tại sao cô ai tin tôi hết vậy? Anh có nhận ra người đàn ông này không? Đây là ông Năm, chủ tiệm bán đồ cổ. Tôi là khách hàng quen thuộc của ông ta. Sáng nay ông ta tới công an xác nhận con dao gây án chính là con dao cổ anh mua ở tiệm của ông ta. Tôi còn mua nhiều thứ khác nữa, không riêng gì con dao đó đâu. Tôi có sở thích sưu tầm đồ cổ, nhất là đao kiếm và dao. Tôi nghĩ cô là người hiểu quá rõ về tôi mà. Anh Nhật, nếu như anh không giết chị Liễu, anh hãy chứng minh mình vô tội đi. Từ lúc Liễu chết tới nay, tôi bị bắt ở đây, làm sao chứng minh được chứ? Trong khi ở bên ngoài, những tang chứng vật chứng đều bất lợi cho tôi hết. Nhưng nếu như anh không giết người, anh không việc gì phải sợ hết. Một lần nữa, tôi rất cảm ơn
cô đã tin tưởng tôi. Nếu như tôi đã tin anh thì anh cũng phải đặt niềm tin vào tôi. Cô muốn biết điều gì về tôi nữa? Tôi nghĩ kẻ đã ra tay giết chị Liễu có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là có liên quan đến vấn đề tình cảm. Nguyên nhân thứ hai là do hận thù. Tôi muốn biết về mối mâu thuẫn trước đây của vợ chồng anh chị. Ủa, con thay đồ xong ra hả? Trời ơi, con trai của mẹ giỏi quá. Lại đây con. Con ngồi xuống đây, mình ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nha con. Con cảm ơn mẹ. Ừ. Anh ơi, tranh thủ về ăn sáng rồi đi làm nè anh. Ăn đi con. Giám đốc của mày đâu? Dạ. Kêu xuống trả nợ cho tao. Dạ giám đốc, chưa tới. Mấy anh ơi, mấy anh bình tĩnh đi, bình tĩnh lại đi. Bây giờ giám đốc tôi không có ở đây đâu. Mấy anh cứ đập phá đi nữa cũng không có tiền cho mấy anh đâu. Tao không nói chuyện với mày. Mày hiểu chuyện rồi. Nhìn tao đây. Chừng nào trả nợ cho tao. Mấy anh về đổi chứ ông chủ mấy anh. Vài ngày nữa tôi trả tiền. Mấy anh đập phá như vậy thiệt hại mấy anh phải đền luôn. Mày nói cái gì? Mày bù trà. Mẹ tụi mày đi. Đi. Chớ nhà mày. Hiểu không á? Có sao không? Dạ không sao đâu giám đốc. Vào đi. Có chuyện gì? Dạ thưa giám đốc, 20 kiện hàng của chúng ta xuất sang Mã Lai đã bị trả về. Và đây là thẩm định của khách hàng. Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Mẫu giải mà họ yêu cầu chúng ta đã đáp ứng rồi mà, tại sao họ trả về chứ? Dạ, chất liệu lụa tơ tằm có vấn đề. Khách hàng nói lụa tơ tằm đợt này là của Trung Quốc. Chúng ta đặt hàng từ công ty Thiện Nguyên, sợi tơ tằm 100%, dệt và nhuộm thủ công mà. Dạ, công ty Thiện Nguyên không đáp ứng được nhu cầu của chúng ta nên chúng ta nhập hàng từ công ty khác luôn ạ. À, trời ơi, tại sao chuyện lớn vậy không báo tôi biết hả? Cô Loan đâu? Dạ, sáng nay chị Loan không đi làm. Em gọi mà chị Loan không bắt máy. Làm ăn như vậy đó, ra ngoài đi. Dạ. Anh Sáu à, anh có cách nào giúp công ty của em không? Nếu mà anh không giúp đỡ, chắc em chỉ có chết. Tôi nói thiệt với chú, chú đừng có giận tôi à nghe. Bây giờ chú thiếu nợ nhiều quá rồi. Nếu mà tôi cho chú mượn cũng chẳng có thấm tháp vào đâu. Tôi có cái ý này nè, chú nghe coi có được hay là không. Anh muốn tôi giao công ty của tôi cho anh chứ gì? Công ty của chú phá sản tới nơi rồi. Nhượng nó lại cho tôi, mai ra chú còn có thể trả nợ cho người ta. Anh đúng là ăn cháo đá bát. Ngày xưa công ty của anh gặp khó khăn, không có tôi làm gì có ngày hôm nay. Nè, cái nào thì ra cái đó. Ngày xưa tôi mượn nợ chú, tôi đã trả ơn cho chú rồi. Còn bây giờ chú mắc nợ người ta, tôi cho chú mượn thì chừng nào chú mới trả lại cho tôi đây? Tiền của tôi là tiền làm ăn mà, chứ đâu phải để không. Tôi hiểu bản chất khốn nạn của anh rồi. Chú suy nghĩ đi rồi gọi điện thoại cho tôi. Không có muộn đâu. Tôi có sang lại công ty, người đó chắc chắn không phải là anh. Chú...
Anh hả? Anh ở đâu mà em gọi hoài cho anh mà không nghe máy? Ủa, cô nói sao? 2-3 tháng rồi, ba của cháu không có đóng tiền học cho cháu hả? Dạ dạ dạ, tôi cảm ơn cô. Anh Nhật là người rất chu đáo, anh ấy không thể nào quên chuyện đóng tiền học cho bé Bo được. Dạ chào chị. À, em xin lỗi, em tới mà không gọi điện trước. Không sao đâu em, mời em vô nhà chơi. Dạ không, em tới báo tin chị rồi em đi liền. Ủa, có chuyện gì quan trọng hả em? Ừ, công ty mình sắp bị phá sản. Vì số hàng xuất khẩu bị trả gì hết. Giờ giám đốc dở nợ, không có khả năng chi trả nữa. Thôi, em đi nha chị. Anh Nhật đã bỏ ra nhiều tâm huyết để gây dựng công ty này. Mình không thể nào để cho nó phá sản được. Alo, mẹ hả? Mẹ, con Liễu nè mẹ. Mẹ có thể cho con mượn số tiền tiết kiệm của mẹ được không? Dạ, con đang cần gấp lắm. Mẹ mang qua liền cho con nha mẹ. Liễu đã bán tất cả số nữ trang cưới cộng với số tiền tiết kiệm của mẹ cô ấy để trả nợ cho công ty tôi. Nhưng mà số tiền đó chẳng thấm tháp gì với số nợ khổng lồ mà tôi đã vay của bọn cho vay nặng lãi. Mỗi ngày bọn chúng đến đòi nợ rồi đập phá và làm khó dễ Liễu nữa. Vậy tại sao anh không báo công an? Công an không giải quyết được chuyện này đâu. Cuộc đời này khốn nạn lắm. Lúc mình có tiền thì bạn bè bu quanh. Khi mình không có tiền thì không còn ai giúp có mình hết. Anh Nhật à, nếu như anh cứ suy nghĩ như vậy thì cả xã hội này sẽ loạn lên. Vậy những người phục vụ chính nghĩa như chúng tôi chẳng lẽ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn thôi hay sao? Tôi xin lỗi vì câu nói vừa rồi đụng chạm đến nghề nghiệp của cô. Nhưng mà thật sự tôi đã mất hết niềm tin rồi. Trong khi kẻ giết người thì nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, còn tôi thì phải ngồi tù chịu thai cho nó. Như vậy có công bằng với tôi không hả? Tôi có lỗi với thầy, tôi có lỗi với môn sinh nhiều lắm. Nhưng mà tinh thần võ đạo vẫn ở trong tâm trí của tôi. Tôi nhớ mãi câu nói của thầy: võ đạo là luyện tâm đức. Tôi luôn giữ cho tâm của mình luôn sạch sẽ để không phụ lòng dạy bảo của thầy. Alo. Em xài điện thoại kiểu gì vậy? Đội trưởng liên lạc với em mà không được kìa. Em tới hẻm chùa gặp anh, có nhiệm vụ mới. Dạ nghe. Trời đất, em có cần phải la lớn vậy không? Lần này xâm nhập vào hang ổ tội phạm, đội trưởng chúng ta phải cải trang đó. Dạ, vào dây quần chúng là nghề của em mà. Vậy đi. Chết rồi, đội trưởng gọi mình không nghe máy, thế nào anh ấy cũng la mình cho mà coi.
Vô đi mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Con gái, mẹ đã chuẩn bị cho con á buổi hẹn hò đầu tiên của con với bác sĩ Tuấn rồi. Đó, con phải mặc cái áo đầm này nè mới là đẹp. Mẹ, con đã ám ảnh mấy cái vụ coi mắt coi đồ của mẹ lắm rồi. Kể từ cái giờ phút này, con đã nói rồi, chuyện tình cảm của con tự con sẽ quyết định. Sao con lại cãi lời mẹ? Mẹ, bây giờ túm lại là con sẽ không đi coi mắt gì hết. Được chưa mẹ? Nhưng mà con lại cãi lời mẹ vậy? Mẹ đi ra ngoài đi mẹ. Con... mệt quá. Có động tĩnh gì không? Báo cáo đội trưởng, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện. Cậu đã liên lạc được với Linh chưa? Dạ, 10 phút nữa Hồng Linh sẽ có mặt. Chú ý quan sát, có động tĩnh gì thì báo tôi ngay. Dạ. Báo đây, báo không, báo không. Báo đây, báo đây. Tin giật gân sốt dẻo đây, báo đây. Báo. Dạ. Đây nè anh. Có vấn đề gì không? Anh báo gấp quá nên em không chuẩn bị kịp. Cũng may là em nhanh trí, mua một đống báo rồi mượn cái nón của bà bán trái cây nè. Em phải diễn nhập tâm vậy mới không bị phát hiện. Anh nghĩ em phù hợp với việc này. Đội trưởng sẽ không nhận ra em đâu. Ờ, anh nhắc em mới nhớ. Anh Bình đâu rồi, sao em không thấy? Đội trưởng đang ở đầu con hẻm, em tiếp cận với đội trưởng đi. Dạ cảm ơn anh. Báo đây, báo đây. Anh, mua giùm tờ báo đi anh. Cô đang làm cái trò gì vậy? Bán báo, anh mua báo giùm em đi. Chỗ này không ai mua báo đâu, cô đi chỗ khác bán đi. Người gì đâu mà khó chịu thế sợ. Tập trung vào công việc đi. Đâu gì đâu, em đâu có nói gì đâu anh. Đi. Chú ý, con mồi đã xuất hiện. Dạ, em nghe rõ. Hồng Linh, cô nghe rõ không? Hồng Linh. Alo, dạ con đang làm nhiệm vụ, có gì con gọi lại cho mẹ sau nha. Dạ con biết rồi. Vậy nha mẹ. Chị có sao không vậy chị? Chị ơi, trời ơi, sao không vậy chị? Kỳ cục. Chị có sao không vậy? Ây da, đau quá. Đội trưởng ơi, bây giờ có người đang đẻ, phải làm sao đội trưởng ơi? Tập trung quan sát con mồi đi, đừng để ý chuyện xung quanh. Nhưng mà bây giờ người ta bị đau bụng dữ lắm, bây giờ phải làm sao? Chuyện đó có người khác lo rồi. Chị ơi, cô tập trung làm việc đi. Đau quá. Chị có. Ây da, đau quá. Trời ơi, xin lỗi đội trưởng. Bây giờ em không thể nhìn thấy chết mà không cứu. Đang làm cái gì vậy hả? Đau quá. Đừng rồi, để em gọi điện thoại, để em gọi cấp cứu cho chị. Bây giờ chú đi theo con của anh đó nha.
Cậu Quân, chú ý quan sát công môn. Địa bàn này rất phức tạp, có gì khả nghi cứ báo tôi ngay. Khỏi cà phê nha chị. Dạ em nghe Sáu ơi. Dạ vô trong hẻm hả chị? Dạ mất dấu rồi đội trưởng. Chúng ta mắc kế bọn chúng rồi. Cô quay trở lại ngay đi. Dạ. Ê, nè. Chuyện gì vậy anh? Tôi là công an. Tôi nghi ngờ anh buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Yêu cầu anh cho tôi kiểm tra. Yêu cầu anh mở cốp xe ra. Ủa chị, nhưng mà em gọi xe cấp cứu cho chị rồi mà. Lòng tốt lúc nào cũng bị lợi dụng. Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Cô không hiểu thì hỏi anh Bình đi. Nè, đếm lại đi. Đủ rồi, tôi đi trước. Cảm ơn cậu nha. Bye. Bye. Anh Bình, chuyện hôm qua anh bỏ qua cho em chuyện ở hẻm chùa. Giờ anh kỷ luật gì em cũng chịu. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong phòng họp trong vài phút nữa. Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Em chỉ muốn cứu người thôi mà. Làm sao biết bà ta đóng kịch chứ? Làm thế mà ghê. Thôi em đừng có tự trách như vậy nữa. Đội trưởng tuy là người khó tính nhưng mà cũng rất tình cảm. Tại em mới làm việc với anh ấy lần đầu, chưa hiểu hết tính của anh thôi. Nhưng mà hôm qua anh thấy không, bà ta rõ ràng là bà ta bị nạn mà. Không lẽ bây giờ em khoanh tay, em thấy người bị nạn như vậy em đứng nhìn hả? Thôi vậy đi, nếu lần sau em có gặp trường hợp như vậy, tốt nhất em nên gọi đội trưởng. Đừng có làm tự ý theo quán tính của mình nữa, hiểu chưa? Em biết rồi, cảm ơn anh. Thôi mình lên đi. Dạ thưa chú, còn không thể nào chấp nhận được cái tính vô kỷ luật của Hồng Linh. Cô ta lúc nào cũng làm việc theo quán tính, ảnh hưởng tới công việc điều tra của đội. Uống nước đi con, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Con nghĩ là cách giải quyết tốt nhất là chuyển đổi công tác cho Hồng Linh. Con thấy cô gái này thích hợp với phòng văn thư hơn đó chú. Con hãy đọc kỹ lý lịch và kết quả học tập của Hồng Linh. Cô gái này không tệ đâu. Kết quả học tập không thể phản ánh được hiện thực. Quan trọng là tư duy của một người cảnh sát. Cảm giác phải nhạy bén, trình độ quan sát phải nhanh nhẹn, đầu óc thì phải linh hoạt. Về tất cả những điểm này, Hồng Linh hoàn toàn không có. Mời vào. Dạ con chào chú. Chào con. Ngồi đi con.
muốn trở thành một cảnh sát giỏi. Cô phải nhớ lấy điều này. Đừng bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình cho đối phương biết. Trời, anh ta thiệt là đáng ghét chứ. Anh ta là ai? Tại sao trên đời này lại có một người đáng ghét đến như vậy? Nhưng mà người đó là ai? Bà chỉ cần biết đó là một cái người cực kỳ đáng ghét thôi. Ê, tôi không có chịu nha. Bà kêu tôi ra đây xong rồi bà trút giận lên đầu tôi hả? Không có được vậy nha. Thôi mà, cũng hơn là hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với bà. Không thì tôi cũng chả ra làm gì. Thôi mà, sorry bà. Muốn trở thành một cảnh sát giỏi, cô cần phải nhớ lấy điều này. Đừng bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình cho đối phương biết. Mà nghĩ anh ta nói cũng đúng quá. À, bà có nghe tôi nói gì không vậy? Ờ, quên. Ủa, bà kêu tôi ra đây nói chuyện gì quan trọng lắm mà. Thì thật ra là tôi cũng có một cái chuyện tôi muốn nói nhưng... Bà có thấy có con nhỏ, trẻ trẻ đi với cái ông già ngồi đằng kia không? Thấy không? Ờ, sao? Cái con nhỏ đó đó, nó tên là Mỹ Lan, người yêu của anh Nhật đó. Ủa, mà tại sao tới bây giờ bà mới nói với tôi biết Mỹ Lan quen với anh Nhật? Thì tại vì thật ra là tôi với Mỹ Lan là bạn thân của nhau. Cái lúc mà anh Nhật xảy ra chuyện á, nó mới tới tìm tôi. Nó nói tôi là đừng có kể chuyện, đừng có khai chuyện của nó với anh Nhật ra. Nhưng mà tại sao Mỹ Lan lại phải sợ cái chuyện đó? Không lẽ cô ta không chiếm đoạt được anh Nhật, thành ra bây giờ thuê người giết chị Liễu để trả thù? Tôi cũng có nghĩ như vậy, cho nên ngày hôm nay tôi mới hẹn bà ra để mà kể cho bà nghe chuyện này. Mà không ngờ con Mỹ Lan nó xuất hiện đúng thời điểm này. Con nhỏ này mà chết chắc linh dữ lắm luôn á. Vừa mới nhắc là có mặt à. Thôi bà. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Cái con đàn bà khốn nạn, mày dám bỏ tao đi với ông già này hả? Để mặt già này thôi. Đừng làm bậy bạ nha. Có gì từ từ nói. Cái thằng này nè, có tiền đưa cho nó là xong rồi. Ủa sao em nói là em không có chồng mà thằng này đâu hiện ra vậy? Anh đưa tiền cho nó đi anh. Được rồi. Ông muốn thừa lừa cái gì? Trời ơi, sắp có ăn mạng rồi. Thôi đi. Ở đây ghê quá. Nè, cái gì? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng qua chỉ là một vở kịch thôi. Mà tôi á thì đang muốn coi cái vở kịch này diễn ra như thế nào. Ủa, ở đây là quán cà phê chứ không phải sân khấu. Vở kịch gì ở đây vậy? Kịch là đời, mà đời là kịch. Giờ người ta thích diễn thì diễn ở đâu mà chẳng được. Không hiểu gì hết trơn. Bà đừng có nôn nóng, kịch sắp diễn ra rồi, bà cứ chờ đợi để coi đi. Nữa. Đưa đi anh, rồi mình mua cái khác. Nhìn lên. Đã. Đồng hồ của tôi đã, anh lấy đi. Điện thoại nữa kìa, đưa đây. Đưa hết cho nó đi anh, có gì bây giờ. Đưa hết đi anh. Tôi đưa hết rồi, làm sao tôi... Hay, rất hay. Một kịch bản quá tuyệt. Diễn viên diễn rất là đạt. Chúc mừng. Mày là đứa nào? Dám xem vào chuyện của tao. Tôi có việc phải đi trước. Mỹ Lan. Hả? Lâu ngày không gặp ha. Đây là chứng cứ liên quan đến chuyện anh tống tiền người khác. Mời anh đi theo tôi về đồn công an giải quyết. Chứng cứ gì? Tôi có liên quan gì đâu. Tôi lại mấy người tiền của tôi đưa hết rồi. Bây giờ chuyện này không có liên quan tới tôi nữa. Tôi đi chứ để con nợ tôi nó biết, nó cạo đầu cô tôi. Ông bỏ đi đâu vậy? Chuyện chưa giải quyết xong, ông tính bỏ của chạy lấy người hả?
Thôi tôi lại cô, tôi lại cậu mà. Chạy. Nằm yên. Nè 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 nè, cô kia, cô định bỏ trốn đúng không? Cái gì vậy? Bà bị khùng hả? Ai trốn chứ bà? Gì nữa? Tôi trốn mà tôi về đây làm chi? Trời, cô dám nói tôi khùng hả? Thiếu có mấy tháng tiền nhà mà làm thấy ghê không à? Tôi chưa từng thấy ai như cô à. Thì giờ bà thấy rồi nè, bà làm gì tôi? Cô không trả tiền nhà tôi cho người đuổi cô ra khỏi nhà đó. Trời ơi, đuổi hả? Bà ngon, bà đuổi đi. Bà coi hả, ai trả tiền cho bà? Ai thiệt biết liền à? Bà làm gì vậy? Tao đuổi mày ra khỏi nhà. Thôi. Bà chủ, mày giỡn mà với tao hả? Nó giỡn thôi mà tự nhiên cái bà đuổi thiệt hả? Bà cho em nó xin khất mấy tháng thôi. Em hứa là em trả đủ luôn. Em trả cả vốn lẫn lời luôn, không thiếu một xu nào luôn hả? Bây giờ cô cho tôi biết chính xác ngày nào đi. Thì một tháng nữa, đúng một tháng nữa là em trả đủ luôn, không thiếu một xu luôn. Phải nhớ nha, nếu một tháng nữa tôi tới mà không có là tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, nghe chưa? Biết rồi mà, có vậy thôi mà cũng làm quá lên là bà la ôm sùm lên cho cả nhớ cả giữ lời hứa luôn kìa, nghe chưa? Làm thế ghê. Anh có thể chờ đến lúc đó được chứ? Giờ này mà ai tới vậy ta? Anh sẽ chờ. Trời ơi, chị hai ơi là chị hai. Chị ám tôi hoài, sao tôi làm ăn được gì đây? Trời ơi trời, tháng gì đâu mà toàn gặp cô hồn không vậy trời. Ủa, sao tự nhiên biết nhà tôi mà tới vậy? Tôi không chỉ biết về cô, mà tôi còn biết về gia đình cô nữa. Ba mẹ cô sống ở Vĩnh Long làm nghề nông, cô là chị cả, còn hai đứa em, một trai một gái, phải không? À, tôi quên, cô là công an mà, chuyện nhà ai mà cô không biết? Tôi cũng đang có cảm giác có lỗi. Còn tên thật của cô là Nguyễn Thị Lành. Tôi nói có sai không? Sao tự nhiên cô nói tên cuốn cơm của tôi ra vậy? Tự nhiên cô gọi tên cuốn cơm của tôi làm tôi nhớ gia đình quá. Bao nhiêu lâu rồi cô không về thăm gia đình? 3 năm rồi. Tôi có gặp được ba mẹ và hai đứa em của tôi đâu. Con người ai cũng có cội. Cô không nghe người ta nói lá rụng về cội hả? Mà sao cô ngộ quá vậy? Tự nhiên bữa nay cô tới nhà tôi, cô nói mấy chuyện gì đâu không à? Cô làm tôi buồn quá. Cô có cảm xúc khi nói về gia đình, chứng tỏ cô vẫn là một người con hiếu thảo. Tôi không có tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Tôi là một đứa xấu xa, là cặn bã của xã hội. Người đời chà đạp tôi, nói tôi là cái thứ vậy đó. Tuổi trẻ ai mà không mắc phải sai lầm. Quan trọng là mình biết mình sai ở chỗ nào để sửa đổi. Mình còn có ích trong cuộc sống này mà. Cô đúng là người tốt ha. Cô không khinh rẻ tôi mà còn an ủi tôi nữa. Cảm ơn cô nhiều nha. Thôi nè, bữa nay á, cô tới gặp tôi có chuyện gì á thì cô nói luôn đi. Dòng do hoài mệt quá. Tôi muốn biết mối quan hệ giữa cô và anh Nhật.
Em mời anh nha. Uống đi anh, uống hết nha. Anh thấy sao? Sao anh đau đầu quá vậy? Đau đầu hả? Ừ. Chắc anh mệt đó. Anh ơi, xỉn rồi, chắc không biết gì đâu. Bảnh bao vậy? Mà sao có mấy đồng lẻ vậy trời? Trời ơi, đúng là nhìn người không nên đánh giá dễ bề ngoài mà. Bực mình gì đâu. Mình nhìn kỹ, anh ta cũng đẹp trai chứ bộ. Khi anh Nhật biết tôi yêu ảnh, anh thú nhận với tôi là anh có vợ rồi. Và anh không thể nào bỏ vợ anh được. Tôi hận người đàn ông đó, người đàn ông mà tôi yêu. Và tôi hận luôn cả vợ anh ta. Tôi biết là con đàn bà đó nó không sinh đẻ được, cho nên tôi nói dối là tôi đã có thai với anh ấy. Anh Nhật là người rất trọng tình nghĩa. Khi biết tôi có thai, vợ chồng anh ta chăm sóc tôi rất là chu đáo. Bọn họ yêu thương vì tôi. Cái mà bọn họ cần á là đứa con. Còn mụ đàn bà đó là một đứa ghê gớm. Nó biết tôi có thai giả, nó đi nói với anh Nhật. Thế là anh Nhật đá tôi như một trái banh. Cuộc đời của tôi có gì mà tươi đẹp? Cuộc đời của tôi quá khốn nạn mà. Cô ôm mới hận trong lòng, nên cô thuê người giết chị Liễu, vợ của anh Nhật đúng không? Tôi sống ở cái đất Sài Gòn này bao nhiêu năm rồi cô biết không? Kẻ thù ở trên đời này thiếu cha gì? Ủa, không lẽ mỗi lần tôi thù ai á, tôi đi giết người đó hả? Nhưng anh Nhật là một trường hợp đặc biệt. Bởi vì cô yêu anh ấy thật lòng, cô ra tay giết vợ anh ấy để chiếm hữu anh Nhật, đúng không? Nè, cô đừng có ý cô là công an, cô muốn nói gì cô nói nha. Cô với anh Nhật có mối quan hệ sâu đậm như vậy, tại sao cho tới bây giờ cô mới khai báo với chúng tôi? Cô gái, cô biết tôi làm nghề gì rồi đúng không? Tôi làm gái đó. Cô biết mấy đứa làm gái nó sợ gì nhất không? Sợ công an. Cô nghĩ là tôi bị khùng hả? Tôi bị điên hay sao mà tôi tới công an tôi đầu thú? Tình hình ở bên đó thì sao rồi? Mọi thứ đều ổn thưa đại ca. Mày phải hết sức cẩn thận đối với cái lão già đó. Hắn đứng sau đám cảnh sát để điều động truy lùng chúng ta đó. Mày phải quan tâm đối với thằng đội trưởng nhiều hơn. Nó chính là cánh tay đắc lực của lão ta đó. Đại ca yên tâm, một khi em không xuất đầu lộ diện, lão có tìm đó con mắt cũng không tìm thấy em đâu. Cái thằng đó chẳng khác gì thằng cha của nó đâu. Đầu óc linh hoạt,
cảnh giác rất là nhạy bén. Nó chính là đối thủ của mày đó. Đại ca thừa biết em có tư duy của một cảnh sát mà. Nhưng tại sao đại ca lại biết ba của nó vậy? Không những biết, mà tao còn có mối thù sâu nặng với thằng cha của nó nữa. Mối thù của đại ca cũng là mối thù của em. Em sẽ trả thù cho đại ca. Chưa phải là lúc này. Khi nào cần, tao sẽ nói cho mày biết. Còn bây giờ, tao muốn mày để mắt tới một người. Là ai vậy đại ca? Một trong những khách hàng của mày thôi. Mày nhớ chăm sóc thằng bé đàng hoàng cho tao nghe. Dạ. Một khi đại ca lên tiếng, em sẽ chiếu cố người thân của đại ca hết mình. Ôi thương sao, một hình hài bé nhỏ bên phố đông xa lạ, giữ xe hơi nhà lầu cao sang quá. Có nơi đó là để ta nương náu thân mình. Một đời buồn lạnh chân luôn sâu, nên đâu ai muốn khó trước và ngày sau. Giữ ngã rẽ gục đầu, tìm ánh sáng qua nhiệm màu, quên bao nhiêu năm tháng trôi dãi dầu. Bỏ ngó tiếng mẹ ru, bay theo cơn gió thù, dù áo giữa cành cỏ trôi về gió. Đời